chào tất cả các em thân mến. Thì hôm nay thì thầy Duy sẽ quay trở lại qua một cái video giới thiệu cho các em về đồng cỏ là gì. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh của một đồng cỏ với rất là nhiều cây cỏ và các loài sinh vật sống xung quanh, từ ở dưới đất cho đến trên không, và đặc biệt có con người nữa, con người đến tham quan nữa. Thì đồng cỏ là gì? Thì đồng cỏ là những cái vùng đất rất là rộng lớn mà chỉ toàn là cỏ mọc là chính. Ngoài ra còn có thêm một số cây bụi và một số cây thân gỗ rất là to. Và bức ảnh dưới đây là một phần của đồng cỏ châu Phi đó các bạn. Và các em nếu mà nhìn lên quả địa cầu của chúng ta thì chúng ta thấy là những cái chỗ mà có màu vàng đó chính là những cái đồng cỏ rải rác khắp mọi nơi trên thế giới. Và diện tích của nó chiếm đến 1/4 diện tích của cái quả địa cầu của mình. Và mình sẽ khảo sát xem trên đồng cỏ có gì các bạn nha. Tất nhiên là đầu tiên là phải có rất là nhiều cỏ rồi. Và chính vì đồng cỏ có rất là nhiều cỏ cho nên cũng có rất là nhiều loài động vật ăn cỏ sinh sống. Mà động vật ăn cỏ sinh sống thì lại kéo theo những động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ. Và cứ như thế nó làm cho sinh vật trên đồng cỏ cũng rất là đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó thì rải rác các bạn thấy là những cái cây rất là cao với lá, tán lá xanh. Và những cái cây to, ví dụ như là cây baobab. Ở đây các bạn thấy có cây baobab rất là to luôn. Còn về các loài động vật sinh sống trên đồng cỏ thì mình thấy là đây có một đàn tê giác nè. Tê giác có sừng rất là dài và rất nguy hiểm ha. Có những cái ủ đất cao ở đây là các bạn biết là gì không? Là những cái tổ mối đó, là nơi sống của những cái con mối và những cái con côn trùng. Nó lấy đất nó làm nên những cái tổ rất là cao. Phía dưới này là có bầy khỉ, gọi là khỉ đầu chó, bởi vì cái đầu của nó rất là giống con chó. Và chúng sẽ sống quay quần bên nhau thành từng bầy đàn. Chúng chăm sóc bắt chí cho nhau nữa. Còn trên cây này thì các bạn thấy là gì? Có những cái con chim, nó gọi là chim rồng rập. Nó làm những cái tổ chổng ngược quay xuống bên dưới rất là đẹp. Bên dưới này là một đoàn du khách, họ đi xe hơi vào để chụp hình quay phim tham quan đồng cỏ. Bên trái là những con linh cẩu, và linh cẩu này cũng sống theo đàn và chúng chuyên đi săn vào ban đêm. Nguyên một cái đàn bò, linh dương đầu bò chạy qua trước mặt du khách, các bạn thấy rất là đông linh dương đầu bò luôn. Những con linh dương đầu bò này là những con động vật ăn cỏ và nó là món mồi ngon cho những con sư tử. Đây là một bầy sư tử sống quay quần bên nhau, có con cha, con mẹ và các con nữa. Rồi trên những tảng đá này các bạn thấy những cái con, đây là chắc là con tắc kè quá, tắc kè hoa, và có con rắn ghê quá. Bên trên này các bạn thấy có những con lợn, lợn thì đến bờ suối đang uống nước nè, những con lợn lòi hay còn gọi là lợn rừng. Nó có chiếc răng nanh rất là dài phía trước và cực kỳ khỏe mạnh và hung dữ. Bên phải chúng ta thì có những con báo đốm, gọi là những con báo đốm ghê ba. Ở Việt Nam mình hay gọi nó là báo đốm bởi vì trên thân nó có nhiều đốm. Các bạn thấy một đàn linh dương đang uống nước ở dưới một cái đầm nước nhỏ. Những con hươu cao cổ thì với chiếc cổ rất là dài cho nên chúng có thể vươn cao để ăn những chiếc lá xanh ngon trên cành cao. Và các bạn thấy là ngay trên không cũng có sinh vật sinh sống nè. Đây là những con kền kền. Những con kền kền là những loài chim chuyên ăn xác chết, tức là nó sẽ đi tìm kiếm những cái xác chết, những con vật nào chết thì nó sẽ ăn thịt. Còn đây là một cái kinh khí cầu mà du khách họ bay trên không để mà quan sát ngắm nhìn đồng cỏ từ trên cao. Đây có bầy đà điểu này các bạn. Đà điểu là một loại chim to khỏe lớn nhất thế giới và chúng chạy bằng hai chân. Trứng của nó rất là to. Và đà điểu thì trên đồng cỏ thì nó ăn những cái loại hạt ngũ cốc và thậm chí là ăn cỏ nữa. Còn đây là nguyên một bầy voi luôn, nguyên một bầy voi. Nó đi theo đàn và uống nước, có voi con nữa các bạn. Voi mẹ, voi cha và voi con. Xa xa đồng cỏ thì các bạn thấy có những cái rặng núi rất là cao hoặc là những cái đồi đất cao. Thì đồng cỏ hiện nay thì người ta sử dụng đồng cỏ vào việc là khai thác nó bằng cách là người ta trồng lúa mì. Các bạn nhìn thấy đây là một cánh đồng lúa mì ở vùng thảo nguyên Bắc Mỹ. Người ta trồng rất là nhiều lúa mì làm lương thực cho gia súc và con người. Đồng cỏ thì thỉnh thoảng thì nhiều nơi người ta còn gọi nó là vùng thảo nguyên rất là rộng lớn. Ở Nga thì nó gọi là đồng cỏ ôn đới. Đó là những cái chi tiết nói về đồng cỏ. Còn nữa các bạn ơi, còn đây có một đàn ngựa vằn nữa. Trên đồng cỏ có ngựa vằn nữa. Những cái con ngựa mà có sọc vằn đen đen ở trên người gọi là ngựa vằn. Và những con ngựa này nó ăn cỏ. Các bạn thấy là trên đồng cỏ thì có không ít những động vật to khỏe ăn cỏ. Và bên cạnh đó là có những con vật rất là hung dữ với răng hàm sắc nhọn chuyên ăn thịt của những động vật ăn cỏ. Và như vậy đó là những cái giới thiệu sơ lược về đồng cỏ là như thế nào. Hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn trong việc tìm hiểu một đồng cỏ gồm những loài sinh vật và động vật sinh vật nào sinh sống và hình thù nó như thế nào. Và các bạn, nếu các bạn có thể lên liên kết là www.usbond.quicklinks.com để các bạn tham khảo thêm nhiều sách hay dành cho trẻ em, sách khoa học và download miễn phí các bạn nha.
Hy vọng là video này có ích cho các bạn, và đừng quên nhấn like, share hay để lại câu hỏi trong phần comment bên dưới để thầy Duy tiếp tục làm những video hay chia sẻ cho các bạn. Hy vọng là các bạn cảm thấy vui sau những giờ học vất vả khi nghe video này, và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục xem những video mới các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.